Trường Sa thế này. Vâng. Đấy. Bác có xem TV bao giờ? Tôi xem TV tối hôm 29 tháng 4 vừa rồi. Thế ở trên VT4 người ta nói về Trường Sa. Trong đó có người ta có phóng viên, người ta có phỏng vấn đồng chí thiếu tướng Hoàng Kiền, là người có công ở Trường Sa hơn 10 năm. Từ cái chỗ mà rất đầu tiên ở ngoài đảo thì nó trắng, chưa có một cái bóng cây nào. Đấy, đồng chí đã vận chuyển đất từ ở trong đất liền ra, những chỗ nào có hốc đất được, đá được thì lại bỏ đất để trồng cây trồng rau. Đấy, để cho anh em được cải thiện. Mà qua cái phóng sự tôi thấy là thực sự nói là thấm thía, mà nghĩ thấy là đồng chí rất có nhiều công lao đối với lại đảo Trường Sa nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Mà càng xem càng thấm thía, đúng là rất là trân trọng. Cảm ơn bác. Vâng. Nhân dịp bác nói thế thì tôi cũng giới thiệu thế này. Vâng. Tôi là giáo thầy giáo cấp 2. Vâng. Đi bộ đội và trường sơ 6 năm. Vâng. Còn ngoài ra tức là đáng lẽ về đại học. Nhưng mà trên thì cho đi ôn thi đại học. Trường kinh tế. Thế tôi thi được điểm cao, tôi được vào học kỹ thuật quân sự. Học 5 năm ngành công trình. Về hải quân. Ra về trong Mỹ 3 năm. 3 năm mình hành Mỹ. Rồi xong rồi tiếp tục ra Trường Sa. Luôn là mình biết từ năm 82 đến 84 xây dựng. Vâng. Xong rồi lại ra Trường Sa năm 86 với tôi lại ra Bình Cương. Vâng. Tôi lại vào được khoảng đào tạo 3 năm học viên được quân Đà Lạt. Vâng. Khi về đáng lẽ về phòng công binh. Vâng. Người ta điều tôi vào trung đoàn 83. Thế là gắn bó với Trường Sa 8 năm nữa. Thế bây giờ Trường Sa lúc đầu ra là có toàn bộ là nó trắng xóa này, không có cái cây cả. Thằng Nguy ngày xưa thì nó không có lo, không có trồng cây, không có nhà cửa, chả có công sự, chả có trắng xóa. Đấy, thì tôi cho bác xem cái ảnh. Đấy, khi tôi ra Trường Sa thì khó cái nhất này, tức là không có nước ngọt, không có rau xanh. Mà bây giờ nó chưa có cái chế độ thay quân như bây giờ. Có anh cán bộ 10 năm ở Trường Sa, tôi nói đấy. Đấy, có anh người ở anh người Hà Nam ấy, tôi ra đảo Trung Quốc Tây. Đau trưởng 10 năm Trường Sa. Mà bộ đội thì ăn uống không có thì người Việt Nam ta thiếu đâu là vấn đề của đúng rồi. Tiết lý rồi là cái khó khăn. Và mình đi bộ đội mãi rồi. Tôi nghĩ thế này, tôi phải tìm cách. Mình không làm được, nhưng phải bàn với các cơ quan của công binh hải quân, phóng binh ấy. Thế rồi là để làm. Thì anh muốn có nước ngọt thì là phải xây một cái tường kè quanh đảo. Đúng rồi. Thì cái này do học viện kỹ thuật quân sự thiết kế. Đấy, là chúng tôi xây dựng. Mình xây dựng thôi. Thì làm cái tường kè xung quanh tất cả các đảo để chống xoáy lở. Thì nó lở sóng gió đánh ra, thì là làm tường kè xung quanh thì mưa nó mới dồn xuống, mới đẩy cái nước mặn ra, nó còn hóa đảo. Cái cây mình là muốn có nước là phải có ngọt. Đấy là cái tường kè, cái đai khỏi đất. Thì tôi ra tôi xem là toàn ăn đồ hộp thôi, mà đồ hộp nên là rau chả có. Một năm ấy là người ta chỉ có hai chuyến tàu ra đảo để anh thay quân và chúc tết thôi. Là có rau cái mấy ngày hết. Còn bộ đội, bộ đội là đau bụng, tôi lị rất là nhiều. Tôi nghĩ anh em nghĩ đến là mình mỗi lần đi lên công tác thì mình mang ra quà tốt nhất là rau xanh, không gì quý bằng. Đúng rồi. Đó đấy, thì ra rau xanh ra để tặng bộ đội. Mình nghĩ đến là trồng rau, vì tôi ở Trường Sơn tôi trồng rau. Thế sau này tôi về các cái đơn vị và tôi cũng tổ chức cho anh em trồng rau. Thế muốn trồng rau phải có đất. Đúng rồi. Thế ngoài cái nó toàn sạt toàn sạt thôi. Thế thì tôi nói đây này. Tôi có phát biểu lên này, không ai có thể làm được cái này ngoài tôi còn các bạn. Vì tôi là mỗi năm hàng trăm chuyến tàu ra đảo. Một cái tàu của nó 500 tấn, 1000 tấn. Mình bỏ thêm một ô tô đất, không có ai tính toán gì. Nhưng mình đưa cái tàu từ đất ra là phải tiền. Anh bỏ cái tàu chở đất ra là phải tiền. Nhưng mà tôi chở ra mỗi năm 100 chuyến tàu của chung gần tôi. Mỗi chuyến tàu tôi cho một xe đất. Đất đấy đưa ra thì ở trong bờ ấy là không có đất thịt. Phải cho anh em lên trên rừng 30 cái số lấy đất thịt ở trên ấy. Xong rồi xin cái phân châu bò. Có những trại cho nuôi nó bạt ngàn nó bỏ đi này. Đưa về phơi khô đóng vào bao. Mỗi chuyến tàu ra này cho một xe đất. Tôi nói thẳng với thuyền trưởng, đất đưa lên tặng đảo. Đưa cho đảo cho anh em. Quy hoạch lại mà giải nó ra. Đất là chỗ nào đảo rộng thì làm cái vườn, giải đất ra. Đảo chật thì làm cái hốc. Vì quê mình trồng đồ trồng bí hốc nó mới lên. Trong mùa mưa thì là tưới, mùa khô thì tắm thì hứng cái nước ấy. Đúng rồi. Mà tưới. Đấy, dần dần ấy, tôi làm 8 năm ở trung đoàn. Hàng nghìn tấn đất bỏ ra. Không có tính tiền đâu gì cả. Ông hỏi tôi thì ai giao cho trái giao. Thế ai cho tiền trái cho tiền thì mất công. Anh em mình ra đảo, bộ đội người ta giúp mình. Mà mình ra mình có rau ăn quanh năm.
anh em bên cạnh ăn toàn bộ đồ hộp không? Đúng rồi. Ngồi cạnh nhau cũng rất là thương. Anh thấy không? Đúng rồi. Hai anh em ngồi nhau mâm cơm của nó đây, mình đây, quân mình tàu ra có rau xanh, cho anh khi về. Nhưng mà anh em bên này chỉ có đồ hộp thôi. Ở với nhau suốt cả mấy năm trời. Phải nghĩ đến nó chứ. Thế tôi bảo đi đưa anh em ra cho người ta chồng ta ăn. Chứ mình ăn mình cũng không phải có cho mãi được. Vâng. Và đúng rồi. Tất chồng ấy. Trên đảo chìm ấy thì đi thi chương xong là cái cố có pha tôi đóng tỉnh học. Tôi cho chiếc chung quanh nhà này này. Chồng lên mà ăn. Cứ ăn. Thế và chính đất đưa ra Trường Sa là tôi là người khởi xướng. Sau này bộ quốc phòng mới lập các dự án để mà đưa đất ra bằng các tàu. Còn tôi đưa hàng nghìn tấn không có đồng nào cả. Thế cho nên công của anh quá lớn. Đang người khởi xướng. Xanh quá đảo. Cho nên xanh là bây giờ đảo nó xanh như vậy, nó có cái tường xung quanh, nó nước ngọt và đất đưa ra để mà trồng cây. Cả quá trình đến giờ mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi, năm rồi, từ năm 90, 91 rồi. Năm nay 30 mấy năm, phần 3 thế kỷ. Cái đường xanh hết rồi. Đấy, các bác ấy, thế còn tôi phải đưa dân làng tôi ra để xây dựng. Đưa dân của Giao Thủy. Bây giờ là đầu tiên làm cái nhà hai tầng đầu tiên thí điểm thì tôi nhận. Tôi lại quân bảo mẹ công làm xây công người thợ mà làm mà cứ nhau thôi. Tôi tuyển đây là 7 người đầu tiên ra làm. Cho đến nay thì là có lúc đông nhất là hàng trăm người ra làm. Vâng. Và có cái Tết đấy là 80 người Tết ở Trường Sa. Huyện tổ chức cho huyện đội xuống đây chúc Tết các gia đình. Đấy, cái dân xây dựng Trường Sa. Cho nên khi bắt đầu là đầu tiên làm ở trên cái đất này mà san đấy mặt bằng để làm ấy. Thế nhưng hồi anh Lưu đang làm chủ tịch huyện. Thế đưa bọn này xuống. Thế là bảo là đấy toàn là dân của Bình Di đi ra trên đảo của Giao Thịnh như này. Đi ra ngoài đảo. Và đồng chí Hoàng Kiền là đưa người ở quê đi ra. Người có công mà. Là tôi viết lại cái cuốn sách về mình là tức là chủ quyền miền đảo Việt Nam. Tôi thằng bác. Và tôi đang viết cuốn sách là một thời biển đảo. Để kỷ niệm 65 năm ngày thành lập. Viết là tôi các bác. Tôi là có một thời gian nó 8 năm. Đang viết. Vâng. Nào thì như thế này nhá, tôi thằng bác để bác đọc cái này nhá. Nhất trí. Cảm ơn bác nhá. Cảm ơn. Vâng. Chúc anh thân mạnh khỏe. Chúc các bác chuyến tham quan thành công nhé. Thân mạnh khỏe. Chúc bảo đảm chị mỗi ngày một phát triển hơn lên là. Anh là chị thân mạnh khỏe. Hưng bác Hưng. Thân mạnh khỏe. Hưng ngày xưa bí thư trong trường cũng là Hưng đấy. Bí thư ông hồi xưa là Xuân Thủy. Anh lúc ấy anh là Hưng là bí thư Xuân Thủy. Anh Tình làm phó bí thư. Anh Quý làm chủ tịch huyện. Đấy. Tôi cùng nhớ tuổi nhau. Ở công nhân ca gái. Anh Hưng thì anh nhiều tuổi hơn. Anh Tình thì anh mới mất rồi. Vâng, mới mất rồi. Công tục cũng đến riêng anh ấy. Vâng. Thế sau thế hệ sau này này là các anh ấy cũng quan tâm nhiều đến cái phong trào của địa phương lắm. Với chúng tôi khi làm ở lãnh đạo huyện với nhau mà thường giao lưu học hỏi kinh nghiệm mọi thứ đây trên cơ sở đây là có những gì anh em cho nhau trao đổi với nhau. Để mục đích là gì? Để xây dựng quê hương được lên. Cảm ơn nhá anh. Chúc anh nước khỏe nhá. Cảm ơn. Cảm ơn nước đấy. Vâng. Không uống chén nước thì anh em ta.